Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và hôm qua mình quên mất một cái chuyện là cái trứng rồng Skrill up xong rồi. Nhưng cái vấn đề ở đây là trứng rồng đen thui thui lùi mình không để ý nổi luôn. Thành thử ra để cái trứng trong đây từ hôm qua tới bữa nay nè. Thật là có lỗi với rồng Skrill quá đi. Thôi bây giờ mình sẽ cho rồng Skrill ra ngoài nha. Tội nhỏ đen thui tui lùi cũng là một cái bất lợi ha. Mình sẽ đặt tên đúng như tên của em luôn để chuộc lỗi. Skrill. Đó. Ui giời ơi, mới cấp 1 thôi mà kìa, đã rất là nhiều gân nanh rồi. Ê, đi đâu vậy cưng? Đứng yên nào. Kìa, đây là em rồng mà mình đánh giá là cấp 1 mà nhiều răng nanh nhất luôn á. Em này thì ăn cá chứ thịt gà, thịt thỏ ha. Cá, thịt gà, thịt thỏ. Mình có thịt bò nè. Ăn không? Ăn thì anh cho. Ui ngủ rồi. Ồ, vẫn ăn bình thường nha. Được, thích em này cũng dễ nuôi á chứ. Nhưng mà hôm nay mình bận cho hai em rồng lên cấp trước rồi. Đầu tiên là mình sẽ cho rồng Phụng Hoàng Xanh nè. Mình hơi bực em này đấy. Cái tội dám ăn hiếp rồng Night Fury. Ủa, Light Fury của mình. Nhưng mà thôi, nói cũng phải nuôi nhỏ chứ, để nhỏ nhỏ xíu cũng tội nghiệp. Đây. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành cho Phụng Hoàng Xanh ăn á. Với các bạn tánh mà thích cà khịa này thì mình nghĩ Phụng Hoàng Xanh sẽ là một em rồng đi khám phá, thiên hướng chiến đấu nhiều hơn á. Nên hôm nay nếu được thì mình sẽ cưỡi Phụng Hoàng Xanh đi khám phá á. Rồi, cố lên baby. Mau lớn lên cho anh nhờ nào. Tiếp tục. Ồ, chắc mình sẽ đi vô mình cất bớt mấy cái thịt cái ra. Đợi mình xíu mình cất bớt mấy cái thịt. Cho nó trống trống cái kho đồ lại. Rồi xong phết. Cho ăn tiếp. Ăn tiếp, không được ngủ. Này, lớn lên xíu rồi nè. Ồ, được đấy. Nhưng mà cấp 25 thì chắc chưa cưỡi được đâu. Còn quá nhỏ. Mình phải cho ăn nhiều hơn nữa. Ăn đi em. Bây giờ vẫn còn quá nhỏ luôn. Em này thì chắc cỡ 40 á. 40 bốn mấy chắc mới cưỡi được. Rồi chịu khó một xíu ha. Đây. Rồi 40 nè, nhìn bự hơn rồi đấy. Ăn đây, ăn xong chưa? Đó, cưỡi được rồi. Yes. Và Phụng Hoàng Xanh thì chỉ có một tuyệt chiêu tấn công thôi. Để mình thử tấn công con Reaper coi có xi nhê không nha. Phanh lại. Qua đây xíu. Rồi chuẩn bị nè. Một phát một. Ui con này. Ồ, tấn công một lần được 25 máu. Trời. Ê. Come on man. Em này tấn công mạnh quá. Mình cưỡi xong mình chịu không nổi luôn. Ngủm cú thổi mất tiêu luôn rồi. Tấn công mạnh quá, mình cưỡi xong mình cũng đi luôn à. Mình bán muối theo luôn. Ghê thiệt. Nguy hiểm nha, cưỡi em này nguy hiểm lắm. Đây mình sẽ cho ăn thịt bò để hồi phục lại. Ui ôi. Mình phải nhắm xa ra chứ mình nhắm mà gần dưới đất quá là nó sẽ phát nổ gần là mình dính máu luôn á, mình mất máu luôn á. Nè. Đó mình bắn xa. Trời, ghê vậy. Bắn trúng Reaper là tự động kích nổ Reaper luôn á. Ghê thiệt, được đấy Phụng Hoàng Xanh. Ngon. Hôm nay có một hành viên mới dẫn đi khám phá rồi. Ăn đi cân. Nhưng mà đừng có cà khịa mấy anh em khác nha. Chứ mình sợ cà khịa những người anh em rồng khác thôi. Rồi giờ thì tới rồng hai ra ba đầu. Mình sẽ cho em này mau lớn xíu. Đây, thức dậy đi em. Ăn đi em. Thôi đừng có giành ăn nào. Để cho em nó ăn chứ. Còn một đứa em nữa là rồng Skrill nữa đấy. Ui, Phụng Hoàng Xanh đã... Ủa gì, Hyra đã lớn lên một xíu rồi nè. Cái phần đầu đã rõ nét hơn rồi á. Đẹp ghê á. Đây mình sẽ cho ăn tiếp. Cho ăn đến khi nào mà cưỡi được thì thôi. Rồi tiếp tục. Em này thì mình sẽ cho ăn lên cỡ cấp 40 đi ha.
Họ bắt đầu mới thử tập bay. Đây. Rồi 40 nè, thử tập bay coi được chưa? Chưa, còn nhỏ quá, chưa tập bay được. Chắc lên 50 luôn đi. Wow, 50 vẫn chưa tập bay được ha. Ô, tập bay được rồi, tập bay được rồi. Yay, coi kìa. Đẹp quá đây. Rồng bắt đầu luôn. Bay. Yeah, trời ơi, ngầu chứ kìa. Đó, mình cởi là mình thấy được ba cái đầu của em rồng luôn á. Rất là đẹp luôn. Wow, nhưng mà em này thì được. Có một cái nhược điểm á, là máu không có nhiều. Nên cũng phải thật là cẩn thận nha. À, những con này láo tét. Láo tét hả? Ui, nhưng mà tấn công không mạnh lắm nha. Thôi, chuồn, đi ngủ. Tại vì giờ mình không có trang bị vũ trang á. Nên mình không thể cà khịa mấy con này được. Cho hai ra ở chế độ ngồi đi ha. Rồi, xong phim. Ngủ. Test chưa đó đủ rồi. Mình phải ngủ đi rồi sáng thức dậy mình lên đồ cái đó. Ô, mấy con này nó tới đây nó tìm mình luôn rồi. Thì ra mấy con này tìm cách chết. Vô lãnh địa của mình có những em rồng bảo kê mình không sợ đâu. Reaper nè. Ủa, xương nè. Rồi, rồng Skrill đợi anh xíu nha. Anh vô anh trang bị vũ trang cái đó. Hôm qua mình có săn sale được từ một cái bác bên thế giới ếch á, một bộ giáp ninja kèm theo một cái khiên lá súng trong một cái rương con ếch á, khá là đẹp á. Nên hôm nay mình dự định mình sẽ lên cái set đồ ninja này. Quá là ngầu luôn. Mình sẽ làm ninja lọc. Ôi, không, ninja rồng. Đó, coi sau lưng coi đẹp không. Wow, đẹp thiệt á. Đã thiệt sự luôn. Rồi, và cái set đồ cũ thì nó sẽ có cái dòng multi-jump nè. Mình đang định tách cái dòng multi-jump trong cái ổn này ra và ghép vào cái ổn ninja này. Như vậy thì sẽ rất là tốt đấy. Quyết định gì đi. Và cái set đồ ninja này mặc định nó sẽ cho mình nhảy cao với tốc độ á. Nên mình rất là thấy ưng ý luôn. Rồi, giờ thì trước mắt là mình sẽ tách dòng trong cái ổn rồng này ra trước ha. Đây, hy vọng là đừng có hư luôn. Ui, hư luôn kìa. Thôi kệ không sao, bữa nào mình làm cái ủng mới. Mình còn nhiều vảy rồng mà. Lấy được hết những dòng cường hóa là ngon rồi. Bây giờ mình nhiều rồng quá nên rất là lắc luôn á. Chơi mà cứ tâm lý sợ băng game à. Rồi, ok. Ép vô trước á. Ơ nhưng mà khoan, từ. Mình có thể cường hóa cái set đồ ninja này lên trước được á. Cái nón chầm hỏng này rất là tốt á. Ui, đừng có lắc nữa nào. Lắm. Ừ, có bảo vệ luôn. Yeah, hai cái được gấp đôi 4. Last sand. Thôi. Mình không lên. Mình sẽ lấy cái áo gì vậy? Ui, cái dòng dead odium. Cái gì vậy? Ok, vậy mình sẽ lấy thử last sand đi ha. Tại vì có dòng last sand là không có màu đỏ thôi. Speed boost gì nữa nè. Được á, cái dòng này lạ nè. Lắm. Có thêm gì không? Mình nghi quá. Thôi kệ, không sao. Bảo vệ cấp độ 4 luôn. Quá im, lợm. Rồi, và cuối cùng là cái quần. Coi mình sẽ cường hóa được cái quần gì đây. Shock Protection. Lợm luôn. Vita E cấp độ 2 nữa. Toàn mấy dòng lạ thôi. Thôi kệ, như vậy thì cũng im rồi. Có thêm dòng bảo vệ trong một số món á. Giờ công đoạn cuối cùng của mình là mà lắc quá hả? Mình biết lý do một phần tại sao lắc rồi đó. Tại vì gần mình đang để em rồng vua ở gần nhà quá. Ý là mình thịt bò bớt rồi đó. Tại vì bò mà nhiều một phát là nó cũng dễ gây lắc lắm. Bớt rồi. Thoát ra vào lại mấy lần nó bớt rồi. Mừng quá. Đấy, hậu quả của việc nuôi rồng. Đừng. Mới khen đừng nữa nha. Ok. Chắc mình nên chuồn lẹ quá. Ở nhà hồi lắc chịu không nổi quá. Mới khen là đỡ lắc. Xong vô nó lắc dịch không nổi luôn. Chịu không nổi luôn. Rồi, vô trong mình cường hóa cái ổn xong rồi té nè. Đây, ghép cái ổn mới vô. Nó sẽ có thêm cái dòng mà... Ủa? Hình như nó bỏ cái dòng gì đó ta. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. À không có bỏ đâu. Yes, vậy là mình đã có được một cái ủng mới rồi. Mật ủng này rất là xịn nha.
nó còn có thêm hiệu ứng chạy nhanh nữa, nên cái việc mà bỏ trốn của mình nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều rồi đó. Và trong ngày hôm nay thì đếm... Ui, gì đi. Ui, mình nhảy ghê vậy. Ừ, rồi em rồng screw đâu nhờ? À, trong đây. Mình sẽ cho rồng... Rồi, đừng có vô dành ăn với em. Ui, ở nhà lắc quá à. Chịu không nổi thiệt á. Mình sẽ cho rồng screw ăn lẹ rồi mình... đi khám phá ha. Đây, em ăn tạm miếng đi. Cho mau lớn xíu nha. Đấy. Ăn đi. Trời ơi, mà rồng screw nhìn... nhìn cứ kiểu ác ác sao. Nhìn không hiền nổi luôn á. Thiệt sự. Rồi hiện tại thì đã lên baby rồi nè. Lớn lên được xíu rồi đó. Mai cho ăn tiếp ha. Nay hết điều kiện rồi. Bữa nay tình thế cấp bách thì mình cưỡi tạm mì đi ha. Với cả là những em rồng kia thì mình không kịp dời sang rồi. Mình chơi tạm cái backup đi. Ui. Ở trên đây mình... Ui, khoan. Mình thấy hình như có một cái tổ rồng thì phải. Ê. Đúng rồi. Ê, đừng có đánh mình nha. Đây là rồng gì đây? Đây là rồng Silva. Ê. Đây rồi. Đây là trứng rồng Silva. Ngon lành. Ồ. Khoan. Hình như mấy em rồng Siva khá là thân thiện, không sao. Vậy thì được. Trời ơi, đây là rồng Siva nè. Trong tương lai thì mình cũng sẽ có một em giống như vậy hả? Khá là đẹp á. Được. Im, khởi đầu thân lại. Ui. Bây giờ mượt quá, chứ không quen. Nãy giờ chơi lắc rồi, giờ mượt quá, chứ không quen. Ui, con rồng. Thôi, nhịn nó đi, xíu đi. Giờ coi như các ngươi là nhất. Mình chịu khó nhịn nhục một xíu. Tại vì hôm nay mình muốn có một chuyến đi mà đi tìm thật là nhiều trứng rồng á. Nên mình sẽ cố gắng ít cà khịa nhất có thể ha. Ê, bà khoan. Bây giờ mình sẽ tạm thời cho mì ở đây đi. Mình sẽ đáp xuống nước một cái. Tại vì dưới nước kìa, mình vô tình phát hiện có một cái trứng rồng. Quá thồn, em rồng này không có đánh mình. Ở dưới nước cũng có trứng rồng nha. Đây là trứng rồng Sea Soccer. Ngon. Ngon vậy trời. Đây là lần đầu tiên mình gặp cái trứng rồng này luôn á. Đã thiệt sự. Vậy là trong tương lai mình sẽ có một em rồng chuyên sống dưới nước rồi. Quá xa đã luôn. Sướng thiệt á. Và bây giờ thì mình cần phải vô trong đất liền trước đó. Mình thì mình mới kêu mi vô trong được. Khó vô đất liền xíu đi. Vậy là nãy giờ mình tìm được hai cái trứng rồng khác nhau rồi đó nha. Ngon lành. Rồi mi vô đây. Đó, mình phải kêu mi vô. Mi mới vô. Rồi xong. Ê, đâu vậy? Bất cơ. Đáp xuống nào. Rồi đi thôi. Cùng nhau đi tiếp nào. Ôi, mi đói rồi. Mình không có thức ăn nữa. Mình chỉ có mấy cái thịt xiên que thôi. Đi đâu vậy mi? Cho anh cưỡi nè. Cho anh cưỡi nào. Mi nhây thiệt luôn á. Mèn đét ơi. Bớt nhây lại cho anh đỡ khổ nào. Mình muốn cưỡi mà Mi cứ cà nhây hoài. Ôi sao giờ hết cưỡi được rồi. What? Mình bị làm sao rồi? Mình hết cưỡi em Mi được rồi. Lạ vậy. Mình không cưỡi Mi được. Giờ thì thử với angle ấy. Không cưỡi được luôn nè. Ô kìa, sao mình lượm cái trứng này xong cái hết cưỡi em rồng rồi luôn rồi. Ở đây, cưỡi được rồi. Yeah, đi. Tưởng đâu không cưỡi được là buồn á. Wow, phía bên này thì mình gặp một con rồng clan màu đỏ nè. Khá là đẹp á. Đã thiệt, mình thì có clan thường mà, không có clan màu đỏ giống vậy. Không sao. Hồi nãy giờ đi được hai trứng rồng rồi đúng không ta? Im đấy. Coi hôm nay có được trứng rồng thứ ba hay không. Đằng kia thì có chỗ trứng rồng vua nè. Ok. Sa mạc thì coi có những em rồng gì đây. Lượn vài vòng ngoài sa mạc trước đây hả, vô vùng kia sao. Ui, còn có ngôi làng nữa chứ. Được quá. Ngôi làng coi ngoài làng ra thì. Ui, có xương rồng.
Và hai cái nhà bác Hơ Ràng luôn. Để mình đáp xuống mình ghé thăm nhà bác Hơ Ràng đó, đó. Gặp làng mà không ghé thăm mấy bác dân làng là mấy bác buồn đó. Đây nè. Lúc nào mình phải vô mình ghé thăm mấy bác vậy. Hả? Ồ có táo luôn. Được, mình sẽ lấy về có gì cho mấy em đồng mình nha. Hợp lý, hợp lý. Rồi, còn cái nhà bên đây thì sao? Bên đây thì... lại là bác Hơ Ràng. Bác bên này thì làm kiếm ha. Được quá ta. Ồ, làm kiếm nhưng mà lại bán... bán sẻn á. Lạ thiệt. Ồ, có cái rương. Được. Mở rương luôn. Ồ, mở xong không ra gì hết vậy? Có xương nè, mình lấy xương đi. Ok, đi tiếp, đi tiếp. Phía bên này thì mình thấy không có cái tổ rồng nào hết rồi. Được cái nó có bộ xương rồng bên đây nè. Mình sẽ qua mình lượm bộ xương rồng ha. Để lấy thêm xương rồng về dùng trong tương lai. Rồi, lượm sạch luôn. Ủa? Ê, khoan. Ủa, cái trứng rồng ở đâu rồi? What? Cái gì đó? Cái trứng rồng si sóc cơ của mình đâu rồi? What the hell? Không biết luôn. Không hiểu sao mà nó mất tiêu cái trứng rồng rồi. Chút quần về mình phải lượn ngang mình lượm lại nữa. Thiệt luôn á. Như lúc không hiểu luôn. Ủa, trên này là trứng rồng gì đây? Hình như trên này là trứng rồng bờ tê rít thì phải. Tổ rồng bờ tê rít, đúng không? Ừ. Có nên lượm thêm một cái trứng về sưu tập ta. Ok, lượm luôn đi. What? Mất trứng rồng si soccer thì mình lượm trứng rồng bờ tê rít mình trời. Ui dạ. Trời ơi em ơi, cắt cánh sớm xíu nào. Té cái đùi vậy. Qua đây thử. Và trứng bên này bắt đầu xuất hiện những cái tổ rồng sống trên mặt đất rồi nè. Hợp lý á. Mình nghĩ mình đi lạng vạng khúc này nhiều khi lại gặp mấy trứng rồng xịn xịn, chẳng hạn như là Night Fury. Mình nghi lắm. Kiểu hôm nay nhân phẩm đang lên á. Thôi, chịu khó ha. Ở dưới là trứng rồng mà. Ủa? Ồ, tổ rồng Clan à. Đúng không? Ờ đúng rồi. Chắc mình sẽ lượm thêm một cái trứng rồng Clan nữa để mình cho vô bộ sưu tập của mình ha. Đây, lượm đi. Ô, cẩn thận. Đừng có rớt nha. Ngon. Rồi, xong phiên. Mình đã nhẹ nhàng tình cảm lượm luôn cái trứng của em ấy rồi. Quá tuyệt vời. Vậy là nãy giờ mình chỉ mới có đúng một cái trứng rồng mới thôi, là trứng rồng Silva hả? Vậy mình phải gán tìm thêm những cái trứng rồng mới khác thôi. Hôm nay tìm được ít trứng rồng mới quá. Hầu hết những em rồng mà nãy giờ mình gặp á thì mình đã đều lượm trứng rồi. Ở dưới có rồng hoang dã nữa cơ. Thôi tha cho mấy con rồng hoang dã bữa đó. Bữa nay mình mái hơi lắc thôi. Nên nhịn vẫn chút xíu ha. Ê, ở dưới. Ê, đây rồi. Mình lay đập rồi. Ồ, có duyên ắt hẳn gặp lại. Lần trước thì mình đã rất là đen luôn, làm rơi cái trứng rồng đó vào nhung nham á. Lần này thì mình sẽ trở lại. Hy vọng là sẽ không có bị rơi vô nhung nham nữa nha. Mình mong là như vậy. Ui mà nó canh trứng vậy sao mình dám vô đây. Nó canh kỹ vậy. Đó là những con rồng Mangus á. Không sao. Trời ơi. Mà ăn sống nhăn gì Lộc ơi. Ừ bay đi đúng rồi bay đi. Đi kiếm ăn đi. Đúng rồi. Nuôi rồng con là phải đi kiếm ăn như vậy chứ. Rồi một con đi rồi. Cái con canh trứng đã đi rồi. Âu trời. Ui bình tĩnh. Em đi ăn gồ. Trời ơi là cái gì đây. Từ bình tĩnh. Đấy. Lần này mình càng thành công rồi. Chạy tôi ăn gồ ơi. Lẹ. Ôi là Mangus. Khá là hiền á, không có đánh mình á. Chứ gặp mấy con gồm hung khác là nãy giờ là mình với Angle đi mất tiêu rồi.
Thành công lấy trứng rồng măng hết rồi. Quá im, quá im. Để coi coi, dùng này còn cái trứng rồng nào nữa không? Ồ, còn có tòa tháp băng nữa cả. Lâu rồi mình chưa đánh tòa tháp á. Sẽ có một hôm mình sẽ đi đánh tòa tháp kiếm thêm đồ ha. Còn hôm nay thì không phải rồi. Hôm nay là hôm để mình tập trung mình đi tìm trứng rồng thôi. Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được cái ngôi đền ếch tiếp theo á. Quá chê, bây giờ mình gặp được thêm một cái ngôi đền ếch nữa. Ủa cái gì? Cái gì bắn pháo bông đùng đùng đây vậy? Để mình kiếm thêm một cái công trình giống như vậy, mình lấy thêm có cơ hội á, có cơ hội mở rương ếch và kiếm được cái trứng con ếch. Có trứng ếch thì mình sẽ lai ra một em rồng mà có hình dạng của con ếch luôn á. Khá là xịn luôn. Rồi giờ thì tạm gác qua cái vụ ếch đó đi. Để trước mắt là làm sao để tìm thêm trứng rồng nè. Có vẻ là khúc này không có tổ rồng rồi. Lượn một đoạn xa vậy mà không thấy cái trứng rồng nào luôn á. Thử vô cái cánh rừng này coi. Hình như bên đây lại là tổ rồng vậy. Tổ rồng Storm Falcon. Ok. Lượn quá ha. Storm Falcon mình cũng đã sở hữu rồi. Giờ muốn tìm trứng rồng mới bắt đầu khó dần rồi đó. Tại vì hầu hết những cái trứng rồng mà dễ gặp á, mình đã có hết trơn rồi. Giờ là tới cái công đoạn mà tìm những cái trứng rồng hiếm hiếm thôi. Nên khá là khó ha. Muốn tìm một trứng rồng mới rất là lâu luôn. Ở đây có thuyền cướp biển các thứ nè. Thôi bỏ đi. Vô đất liền, vô đất liền. À không, là một ngọn núi chứ không phải đất liền. Nguyên cái núi to đùng luôn. Oh my god. Để coi coi. Lúc trước thì mình đã gặp trứng rồng Elemental ở trên những cái ngọn núi cao như vậy nè. Không biết lần này thì mình có gặp được cái trứng rồng nào khác hay không ha. Ui, mới nói gặp trứng rồng Elemental thiệt. Mà là lấy trứng rồng này hơi khó nha. Để mình làm liều nha, mình lấy trứng rồng xong mình chuồn liền. Lần trước thì mình lấy xong mình đứng mình cuộn nhai á nên bị Elemental tấn công. Lần này mình có bài học xương máu rồi. Angle bay chỗ khác đi em. Đừng có đứng yên đó nha, xử bây giờ á. Nó chưa thấy mình, nó chưa thấy mình, nó chưa thấy mình. Mình đang dùng ẩn thân chi thật. Không sao không sao, lấy được, tin mình. Tin mình. Chạy được. Mình chạy trước đi, rồi một xíu mình kêu em rồng Angle đi theo sao. Ủa nó dí theo mình kìa. Angle. Bây em chạy thôi, nó dí kìa. Đâu rồi. Ui, chạy. Các bạn thấy kinh nghiệm của mình chưa? Đấy, bị ăn hành một lần là phải rút ra bài học liền. Lụm liền, cho vô bộ sưu tập trứng rồng của mình. Này thì Elemental, mạnh thì mạnh đấy, nhưng mà không nhanh bằng khả năng lụm trứng rồng của mình đâu. Rồi. Ồ, ở dưới này lại có chỗ trứng rồng gai nè. Ở đây là có rồng rác. Ồ, mình vẫn chưa gặp được cái tổ của em rồng này nhá. Rồng rác nè. Khó tìm thiệt sự. Để mình thử mình qua đây coi. Ồ, bên đây nó bắt đầu nó lót map rồi. Bay nhanh quá, lót map không kịp. Được ấy, bữa nay cưỡi Angle đi cũng tương đối ổn ấy. Không gọi là quá may mắn đâu. Nhưng mà ít ra cũng có thêm được một cái trứng rồng mới. Đúng một trứng rồng luôn á. Đúng một trứng rồng mới luôn. Còn nhiều là trứng rồng bị trùng hết trơn rồi. Khó gì ta, càng ngày càng khó tìm trứng rồng mới á. Ở đây thì có trứng rồng Play Falcon. Lại trứng rồng trùng tiếp. Thử vô cái vùng này coi. Hy vọng là một vùng đất mới sẽ có có thêm những trứng rồng mới ha. Bữa nay không may mắn trong việc tìm trứng rồng mới rồi. Khá là nhỏ luôn. Nhưng không sao, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình lì lắm. Mình sẽ gán đi thêm một đoạn nữa để coi có tìm được thêm một cái tổ rồng nào khác hay không. Đây là lúc để Nightmare thể hiện. Hãy dẫn anh tới một cái trứng rồng mới nào em ơi. Let's go. Rồi luôn, tới biển luôn, hay lắm em. Gì vậy? Ok.
trứng đồng mới đâu, sếp trứng đồng mới trốn hết trơn rồi. Su cà na thì toàn gặp núi không, trời ơi cái núi nó bự ít à. Cái trứng đồng không thấy, toàn gặp núi cao thôi. Ở đây rồi, đồng bằng đây rồi. Cơ hội em ơi. Lượn 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 lượn, bay vòng vòng kiếm trứng đi. Có không, có trứng không? Không có trứng, no. Có làng. Có thiên thạch. Nhưng mà không có trứng. Hôm nay mình thử qua những em đồng khởi đầu hết rồi, có vẻ là không được may mắn cho lắm á. Su cà na thiệt sự. Rồi tới vùng đất cằn cỗi luôn rồi nè. Coi coi vùng này có khá hơn là bao hay không nha. Dùng này nếu không có là xác định chuyến đi này thất thu rồi. Ui nhưng mà đánh đổi là có một cái ngôi làng rất là to đây nè. Được. Cái ghé vô ngôi làng coi có đồ xịn gì không. Ui nhưng mà khoan. Từ 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 từ. Gà chế độ, gà chế độ. Gà chế độ. Mình ghét nó đó. Mình ghét nó. Mình không tha cho nó đâu. Gà chế độ. Tưởng là ha. Chuồn được hả. Mơ đi cưng. Nó từng làm mình khó chịu nên mình sẽ không tha cho nó. Rồi cái này có găng tay leo trèo các thứ ha. Ồ cái này mình dùng phát một mình biến về cái chỗ spam ball của mình á. Ghê vậy. Phép biến về nhanh. Cái này có vàng, xương. Súp bất ngờ. Ok. Cũng được đấy. Ồ có bác chân này gì lạ vậy. Ồ bác này bán đồ chơi. Wow. Mấy bác này sướng nha. Trong làng có bác pha đồ chơi sẵn luôn. Sướng rồi còn gì nữa. Thôi mình sẽ kêu Nightmare đi tiếp thôi. Đi em ơi. Mình tiếp tục hành trình nè. Ui lại gặp rồng nữa. Mình không muốn quýnh rồng mà nó cứ cho mình gặp rồng hoài nhờ. Chắc mình ký đầu mấy con rồng này quá. Bữa nay mình đúng hiền luôn. Mình không cà khịa con nào luôn. Cứ cho mình gặp rồng thôi. Ở đây nó còn có công trình gì nè. Một cái ngôi đền. Wow. Có cái nào trong ngôi đền này giấu trứng rồng không? Thử ơi. Ôi thiệt. À, như vậy thì ngôi đền này là ngôi đền giấu trứng rồng. Đây rồi. Phải như vậy chứ. Ít ra phải thế. Rồi mình sẽ đập chậu kiếm thêm đồ ha. Ngon ngon ngon. Im im im. Rồi và coi coi, đây là trứng rồng Aztec. Wow. Trứng rồng ngôi đền Aztec hả, một trứng rồng mới. Ngon lành canh đào. Lụm bỏ vô túi liền. Hợp lý hợp lý. Trong mấy cái rương thì không có đồ ha. Ngoài ra thì trong ngôi đền cũng chẳng còn gì á. Nên mình sẽ đi ra thôi. Yes. Cuối cùng thì cũng có chiến lợi phẩm mới rồi. Mình mong chờ từ nãy tới giờ mới có được một trứng rồng mới đó. Ngon. Giờ thì đi tiếp thôi em ơi. Được đấy, Nightmare được đấy. Đi em. Ở đây, ui, bây giờ tới cái vùng đất mà nhung nham không nè. Ghê vậy. Quá trời nhung nham luôn, hồ nhung nham ở khắp mọi nơi luôn á. Ủa cái này mình làm cái chỗ để mình múc nhung nham là hợp lý luôn á. Múc nhung nham cho vô cái máy ấp trứng rồng của mình á. Là quá xa đã luôn. Ngon lành thì chứ. Rồi sẵn tiện đang ở trên vùng đất cằn cỗi thì mình sẽ đi thêm một đoạn nữa ha. Ui lại gặp rồng nữa kìa. Thế nào sẽ có một ngày mình qua đây mình sẽ ký đầu hết mấy con rồng này. Bữa nay mình hiền mà nó cứ thích đi theo mình thôi. Ở đây thì có chỗ của trứng rồng Bon Canapper nè. Wow. Hết rồi. Hết vùng đất cằn cỗi nhung nham mà. Giờ thì tới vùng đất có cây cỏ các thứ ha. Coi coi bên đây có khá hơn là bao hay không đây. Liệu rằng vô cái vùng này mình thấy quen quen lắm. Lần trước mình gặp cái vùng giống giống vậy nè. Mình gặp nhìn nhặt được trứng rồng Light Fury rồi. Liệu rằng hôm nay mình có đủ may mắn để mình gặp thêm trứng rồng Night Fury hay không. Cùng mình đi thử nào. Phải thử. Ui đây đây rồi, đi rồi đi rồi. Ở đây có cái ụ, đây có cái ụ, nghi lắm. Ui cái nhà luôn. Cái này là cái gọi là cái nhà Hobbit á. Cái nhà trong lòng đất á.
Trong đây có người sống luôn nè. Wow, hôm nay mình gặp nhà Hobbit luôn. Nhà trong lòng đất á. Có room. Có Astro Diamond. Lẩm. Ở cái thịt chân bay mình lẩm đi một xíu mình cho Nightmare ăn. Được, hợp lý. Còn gì khác không? Cái này là bác bán Luli. Ủa? Hết rồi hả? Ồ, mình cứ tưởng đây là chỗ trứng rồng chứ. Ai về đây là một cái căn nhà Hobbit thôi à. Wow, cũng được đây. Phát hiện ra một cái căn nhà Hobbit ha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử bay lên tiếp trên cao này coi. Coi trên này là cái gì đây? Tự nhiên có cái đảo bay lạ vậy. Bay lên. Bay lên em mẹ. Cố lên. Cố lên em. Cố lên. Gần tới rồi. Này mẹ bay lẹ cái lưỡi ra luôn. Ok, trên này không có trứng hả? Ủa, what? À, vậy là nó dính vô cái đảo bay trên này. Nói chung á. Ui giời. Là mận hộp à. Trên này không biết có trứng rồng không nữa. Ui, vậy mà trên này có kim tự tháp nha. Được, mình ghé vô kim tự tháp thử coi. Coi như thế nào. Cổng vào đâu rồi? Ồ, cái này cổng vào đi vô chắc khe té. Té gãy chân quá. Đi đường này vô chắc. Rồi mình sẽ gớt ngay ô này là không có bị dính dính bẫy nè. Ui, vẫn bị dính. Oh no. Đừng. Ừ hên, không sao. Xít nữa thì đi rồi. Dễ vậy mà. Đi được. Mình sẽ lượm trái này một xíu mình ăn nữa mình đi lên ha. Cái sách gì? Gai. Cung. Cung vô hạn mình đã có rồi. Táo vàng lượm được rồi. Kim cương các thứ. Ôi lượm quyển sách này luôn đi. Ôi xong phim. Ăn cái trái chorus này. Để mình bay lên ha. Đấy. Quá hợp lý. Rồi xong phim đứng đây đợi. Đứng đây đợi xíu. Cho hết hiệu ứng ha. Hả? Rồi mình sẽ kêu Nightmare lại đây rồi mình đi thôi. Trời ơi nó bị mù lò một lúc luôn á. Đây Nightmare đây. Đi em ơi. Suýt nữa thì to ăn rồi. Có vẻ là đảo bay trên trời thì nó không có trứng rồng rồi ha. Nhưng mà ở dưới mình thấy có rất là nhiều rồng kìa. Cùng mình lượn xuống dưới nào. Hồi nãy mình thấy hai em rồng rác ở hướng này luôn. Không biết có nhìn nhầm hay không. Ủa? Không phải rồng rác. Đây là rồng Folly Falcon. Ồ. Oh. Tưởng rồng rác chứ. Hình như tới vùng đầm lầy nữa hay sao rồi nè. Để coi coi vô cái vùng này thì mình có gặp được chỗ ngôi đền ếch hay không đó. Mình ghé mình tìm thêm một cái chỗ ngôi đền ếch nữa coi nè. Coi coi có được hay không. Tại vì phải có cái ngôi đền ếch á thì mình mới tìm tới cái chỗ tiếp theo có cơ hội tìm được cái trứng ếch. Nhưng có vẻ là vùng này không có rồi. Ờ hơi su cà na một xíu. Ui lại là trứng rồng Memento. Thôi nè mình đã làm liều một lần rồi. Làm liều lần nữa nhiều khi thất bại một phát là thế no đòn đấy. Không được. Phải lượn chỗ khác thôi. Ở đây lại có chỗ thiên thạch nữa. Tính ra mấy cái chỗ thiên thạch đó cũng không quá khó tìm á. Nãy giờ đi mình gặp hơi bị nhiều luôn á. Không hiểu sao bữa nay gặp quá trời thiên thạch luôn. Rồi luôn chỗ này chưa lock map kịp. Bài tiếp. Cố lên. Cắm đầu xuống dưới. Rồi tới biển đi rồi. Sao tỷ lệ gặp biển cao lắm luôn ấy. Đi một xíu là gặp biển, đi một xíu là gặp biển à. Ui. Khoan. Hình như. Nữa hả? Hình như mình lại gặp thêm một cái chỗ ngôi đền gì nữa nè. Đây là ngôi đền Nightfury đúng không? Ủa rồi cái đe của trời ơi cái công trình này vô duyên ghê luôn á. Cái nhà này nè. Mình nóng quá mình đập cái bánh kem luôn. Cái nhà vô duyên thiệt luôn á. Cái ngôi đền người ta đang đẹp tự nhiên xây chi rồi.
nó chèn vô cái ngôi đền, nó mất cái đe rồi với cái tượng Night Fury luôn. Cây thế nhờ chứ nè. Mình không có hột quạt đâu, mình có hột quạt mình lên mình nha. Xử luôn cái nhà này luôn rồi đó. Bực thiệt. Nhà đang đẹp, ủa ngôi đền đang đẹp. Lâu lâu mới gặp ngôi đền mà làm gì đó. Rồi trên này là trứng rồng gì đây? Mình thấy ở đây đó có cái đảo nè. Thường thường đây là trứng rồng Angle đúng không? Ờ đúng rồi, đây là trứng rồng Angle. Ok. Thôi giờ mình tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì nên thôi, không tức nữa. Hơi buồn một xíu thôi, buồn một chút thôi. Rồi qua đây một xíu nha. Ông hiểu sao nó hết spawn nghe luôn rồi. Nói chung thì trong chuyến đi ngày hôm nay á, bội thu nhất chắc là mình sẽ có được hai cái trứng rồng mới này ha. Và trong tương lai thì mình sẽ up luôn trứng rồng Silva và trứng rồng Aztec sớm thôi. Và mình mong là nó đừng có lắc nữa, chứ không thôi mỗi lần đi khám phá mà lắc như vậy á, rất là khó trong việc đi luôn á. Rồi, và các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá đầy giật lát ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá mượt mà hơn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì bye bye.